Hello Brethren, and welcome to West Grove. West Grove là cái gì vậy? Là một cái thị trấn mà Brethren. Thị trấn này có gì đặc biệt vậy? Đã từng xảy ra 4 năm vụ án mạng ở đây, ok? Mình không nghĩ rằng đó là một ý tưởng tệ hại, my friend. John đã đề cập đến một cái công việc, nói chung là quan sát hay là theo dõi hay là canh gác một cái vùng đất nào đó gần cái nơi làm việc của anh ấy ở West Grove, trong một cái thị trấn nhỏ đó. Kể từ cái vụ tai nạn đó, mình đã rất là khó khăn để có thể tìm được cái công việc, và cái hóa đơn thì nó đang chồng chất lên, cho nên là mình biết mình cần phải làm một cái thứ gì đó. Mình chưa kịp đọc xong thì nó đã ba chấm rồi. Đây là trạm dừng của mình, my friend. Trạm dừng tiếng hơi to thì vậy. Ok. Bức tường quen thuộc. Đã từng có rất nhiều tờ giấy mất tích được dán lên đây, my friend. Nhưng mà đây nó gỡ mất rồi. Game này của Spring Rabbit. Ok. The house. Căn nhà, my friend. Rồi cái gì đó nữa quên mất tiêu rồi. Nhiều game cũng không nhớ. Có vẻ như đây sẽ là cái nơi này, my friend. Mình cần phải đoán xem là làm cách nào để mình vào được đây. Đây ha. Đây nè. Anh này toàn chui hàng rào thôi. Không phải không vậy? Wait what? Nhân vật đang nói đây là nơi nào? À đây nè. Cùng cái con đường này luôn nè. Cùng cái hàng rào bị cắt này luôn nè. Game gì thì quên mất. Tên game là gì không nhớ, nhưng mà đúng cái thị trấn này rồi đó. Người ta vẫn chưa sửa lại cái hàng rào này, ok. Mình đã tìm thấy lối vào, my friend. My friend nghe tiếng game cho mình nghe vậy. Cái gì ta biết? Đứa nào lại để quần áo nằm đây biết? Tụi nó làm gì mà như quần áo lại nằm chỗ đó vậy biết? Sao nó không cầm quần áo về vậy biết? Chỗ này là cái chỗ bức tường dán đầy bảng thông. Ủa? Này lại là cái lối vào à? Mình vẫn nhớ là có một vụ tai nạn hay là cái gì đó rất là kinh hoàng ở khúc này, my friend. Lối đi này này. Sau đó mình bị dí như chó vậy. Cửa đã bị khóa mất rồi. Có thể là mình tìm một thứ gì đó để cậy khóa. Wait what? Được không? Không được. Mình đang định khen nhân vật là ghê con. Đúng là nhiều tài lẻ giống dùng ngoài đời, nhưng mà làm sao mà ấy được. Vậy gì, my friend, thấy một cái cửa khóa như vậy, trừ khi là có chìa khóa hoặc là kìm cắt khóa, my friend. Nếu không, my friend phải có 30, cần 30 năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực cậy khóa, my friend. Ngày xưa khi mình chưa đủ 30 năm, mình chỉ mới 17 năm kinh nghiệm trong cái cuộc sống thôi, my friend. Mình đã có thể cậy được tủ mà đến mức mà thầy giáo viên chủ nhiệm còn phải thuê mình đi cậy tủ cho thầy. Thầy bảo tội vạ, sao thầy chịu? Tại vì ngăn tủ đó của thầy là mất chìa khóa rồi. Nếu em có thể cậy ra để thầy lấy mấy cái bài tập gọi là để lên lớp mà phát cho mấy đứa, nó gọi là ôn thi với lại kiểm tra đột xuất á, thầy sẽ cho em gọi là 5 phút chuẩn bị từ cái lúc mà đi lấy đề cho đến lúc gọi là về lớp trước để em chuẩn bị. Ok thầy luôn. Ra đến đó nói chung là thầy thuê trước 3 thằng rồi. Nhưng mà 3 thằng con gà đó làm sao mà đủ khả năng như dùng được. Gì đã biết? À thì là thằng nhân vật nó nhìn vào. Mình cậy cái một trong một nốt nhạc, my friend. Nhạc chiêu phết. Nhiều người lại tưởng Dũng đang chơi game gọi là phiêu lưu cắm trại. Đây là một nơi rất tuyệt vời để mình có thể cắm trại, my friend. Ok. Hy vọng là mình không quên gì cả. Có vẻ như ai đó đã bước vào trong cái tần số đài phát sóng gì đây. W6D26, my friend, đây là zone. Cậu có nghe gì không? Có, tín hiệu ổn lắm. Mọi thứ như thế nào rồi? Tốt lắm, tôi vừa gọi là cắm xong cái trại. Tuyệt vời lắm. Đây là một công việc rất là yên lặng, cho nên rằng là chỉ dễ dàng đối với cậu thôi. Hả? Công việc yên lặng là sao? cậu cũng không nên đi quá xa khỏi cái nơi này. Tôi nghĩ rằng là cậu có thể nhìn thấy được cái tòa tháp canh từ cái nơi mà cậu đang ở ấy. Ừ, đúng là như vậy. Đứng đây tôi có thể nhìn thấy. Dù sao đi chăng nữa thì hãy cảnh giác nếu như có mấy cái thằng lần vẫn nó đột nhập vào trong này, ok? Tụi nó thì vô hại thôi, mấy đứa nhóc ngu xuẩn đấy mà. Nhưng mà dù sao thì cũng ít khi xảy ra cái chuyện đó lắm. Cứ làm công việc của cậu đi. Xóa mấy cái hình vẽ trên tường á. Và làm tất cả những cái thứ gì mà bọn nhóc nó hay làm ở đây. Người chủ của nơi này thì không muốn người mua lại cái chỗ này bị sợ hãi bởi vì mấy cái trò đùa ngớ ngẩn. Cậu có thể bắt đầu từ cái nhà máy chính. Cái tòa nhà mà gần đó thì hoàn toàn bị sơn lên nó hết rồi, cho nên là cái gì đấy, à quên, hoàn toàn bị che lấp lại rồi, bị chặn lại á, cho nên là cậu cũng cần vào trong đó. Cũng ngay vào đó lâu lắm rồi, cho nên là cứ lấy bất cứ thứ gì mà cậu tìm thấy trong đó, ok? Không ai sẽ để mấy cái thứ đó đâu. Là một người employee, là một người công nhân, what? Employee là một người nhân viên.
À quên, một người nhân viên ngày mai sẽ xuất hiện ở đó để kiểm tra xem mọi thứ như thế nào và sau đó trả lương cho cậu. Tôi nghĩ rằng là chỉ như vậy mà thôi. Tôi sẽ ở trên cái tần số radio này nếu như cậu cần thứ gì, ok? Ok, cảm ơn anh bạn. Bây giờ mình sẽ đi lấy cái dẻ lau đồ này nọ ở trong túi của mình, mấy friend, và cái đèn pin trước khi mình đi. Quay trở lại với game chiêu chiêu rồi. Ok. Dưới bếp mình có cái dẻ y chang này nè. Giờ mình sẽ đi ấy nha mấy friend. Mình sẽ đi lau dọn. Mình được thuê về đây để vừa làm bảo vệ vừa làm gọi là lao công, ok? Mình không nên đi qua khu vực này. À vậy là quay về kia hả? Quay về kia lau cái nhà máy để cho người ta bán lại nhà máy mấy friend. Công việc khá là nhẹ nhàng, ok? Lương thì không biết có cao hay không, chưa biết được. Ê ai kìa? Vừa có thanh niên nào đứng xuất hiện đằng kia. Lau nút nào? Nút nào nút lau? Gì đây? Có vẻ như ai đó làm rơi cái gì đó trên đường mày friend, chìa khóa phải không? Oh, nice. Mộ ai đây? Mộ một bạn nào đó vừa chửi dùng trên cái chat xong. Nhạc chill của mấy fan ơi. Mình không chắc đây là game kỳ dị nữa. Oh my god, nhìn bầu trời kia. Trời có vẻ như sắp đổ mưa rồi. Tí nữa mình sẽ ngồi trong lều, vừa ngắm mưa chiều chiều, vừa... Một hình vẽ ngôi sao năm cánh mà Vân. Chắc bọn nhóc này đang gọi là tính sáng tạo cái gì đó. Mình cần phải dọn nó ngay trước khi vào nhà máy. Ok. Wow, miếng bọt biển này bán ở đâu vậy? You ở dưới mô tả mấy friend có cái link sản phẩm của mình, mấy friend đón mua và tìm đọc, ok? À lộn nhầm, tìm sử dụng chứ, đúng rồi. Cái loại gọi là bọt biển đặc biệt này nhà mình có bán nha. Chỉ có nhà mình bán thôi, nếu mấy fan mua ở cái cửa hàng khác họ sẽ không có hiệu quả như của mình. Lý do tại vì cái bọt biển này là có tẩm nước chè của Dũng mấy fan. Đúng rồi. Nước chè của Dũng gọi là ghê gớm lắm. Uống vào sắp ruột sắp gan hết mà chưa ăn gì mà uống cái này là mấy fan cồn ruột chết luôn. Cho nên là mình thường nhúng cái miếng bọt biển này, nói chung cũng do chính mình làm đó mấy fan, được làm từ bã chè đấy. Sau đó mình ngâm với nước chè mấy fan. Ngâm bao nhiêu lâu thì xin phép không tiết lộ, bí kíp gia truyền. Mình bán lại trên các sàn thương mại điện tử với giá nói chung rất là cạnh tranh luôn. 69.000 một miếng my friend. My friend, dùng bán đắt như chó vậy. Bình thường mình mua miếng này có 6.000 một miếng. Nhưng mà 69.000 là có cái giá của nó my friend, có cái giá trị riêng của nó. Tại sao nó 69.000? Tại vì ngoài đời my friend cái miếng 6.000 có lau được như này không? Miếng 6.000 my friend quẹt ba phát nó tự nhiên nó bay hết tất cả mực đen trên một cái bức tường khó gọi là có thể tẩy rửa như này không? Sao mà được? Nên là tí nữa nếu mấy bạn nào có quan tâm đến sản phẩm mà mình đang sử dụng trên video này, vui lòng bấm vào dưới phần mô tả, ok. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 1933 mấy bạn, thị trấn của Devifield thì Badabing đang trên bờ vực của cái sự phá sản mấy bạn. Đối mặt với cái gì đó của dân cư khu này á, có một phần lớn người dân thì không thể sống được đây được và đã chọn qua khu khác để ở chứ không ở trong khu này. Hiện tượng này là cái gì đó liên quan đến kinh tế và cho nên là Dũng không có đặt nữa mấy bạn. Tại vì Dũng vào đây chơi game kinh dị chứ không phải chơi game kinh tế, ok. Có thứ gì đó làm cánh cửa này bị kẹt rồi. Có thể là mình có nhìn qua cái lỗ này thử. Ok. Mình có thể lấy tay mà kẹt gỡ nó ra được không? Không. Thì bây giờ lấy cái gì mà gỡ đấy? Mình vào từ hướng kia thì mày cũng bị khóa luôn mày friend. Có cái hầm kìa, có cái đường đi xuống kìa. Đây là đường ra đấy đúng không? Đúng rồi, này mình vào đây mà. Mình chưa lau dọn xong nơi này nên là mình không có ấy được, không có về được. Cái đống gạch này thì đổ xuống hết rồi. Có cái gì để dùng để ấy được cái miếng ván ghế ta?
Không có. Cửa này bị khóa rồi. Ê yo, có cái chìa khóa này mà này giờ mình để. Chìa khóa rút vào cửa này được không? Được luôn. Let's go. Hello Tora Haru my friends. Cái gì đây? Đồ đa cấp, đồ lừa đảo. Lỗ tiếp theo nhìn vào chắc chắn bị hù nữa chứ. Sống đừng có đa nghi quá như vậy. Phú Lệ, sống mình phải thoải mái lên, lạc quan lên, yêu đời lên. Đừng có bi quan nữa, ok? Có một cái dây thần đang cột cái này lại. Quá cứng my friend. Mình không thể dùng tay để gỡ được. Yo. Mình có búa rồi nè. Bạn ở trên kênh chat vào đây để mình gọi cho mấy phát. Đó đó. Cái lực này với cái tư thế này là cái tư thế mà mình gõ vào đầu mấy fan á. Mình gõ 3 phát cho chắc, ok. Gõ 1 phát sợ mấy fan không chết. Nên là bạn nào tình nguyện vào đây. Bạn nào này kêu mình là đồ đa cấp, đồ lừa đảo chứ đó. Vào đây để mình gõ cho 3 phát để cho tình ngộ lại mấy fan. Dùng không bao giờ lừa mấy fan hết, nghe chưa. Nếu mà có những thứ mà dùng bán cho mấy fan nó không giống như lời dùng quảng cáo á, đó là tại vì mấy fan không có 30 năm kinh nghiệm sử dụng. Hiểu không? Đây này, để mình nói cho mấy fan nghe này. Bây giờ mình bán cho mấy fan một con dao làm bếp, ok? Khi mấy fan cắt thức ăn nó không có được mượt, đến khi mấy fan nấu nó không được ngon, mấy fan lại đổ thừa cho con dao dùng bán nó không được tốt. Sao lại như vậy được? Là do mấy fan không có 30 năm kinh nghiệm sử dụng, hiểu không? Biết cắt thức ăn như thế nào, đặt được cái góc như thế nào, hiểu không? Mấy fan phải cứa với cái lực như thế nào, với lại đi theo cái đường nào mấy fan. Và khi mấy fan nấu, mấy fan phải dùng cái lửa như thế nào, thêm gia vị như thế nào. Đấy, cho nên là cửa bị khóa rồi mấy fan. Sao cửa đang bị khóa vậy? Rồi còn bị hàn hay là bị gì đây nữa chứ? Cho nên là khi mà mình bán miếng bọt biển này, mấy fan mà lau 3 phát nó không sạch trên tường thì mấy fan cũng nên trách là mình không có 30 năm kinh nghiệm lau nhà như Dũng, hiểu chưa? Chứ không phải là do miếng bọt biển này không có được bada bing. Ai đó là người đốt nến ở lên vậy nhỉ? Có vẻ như ai đó vừa đến đây thì phải. Tốt nhất mình nên cảnh giác. Vậy thì cầm búa lên đây là vừa. Eto. Wait what? Bây giờ sao? Cái búa này gõ được không? Không được, không được. Nhấc lên thì được. Nhấc lên này. Ủa mà có gì nó sai sai ấy nhỉ? À có quét này. Mình đang định bảo là vào trong này phải kiếm được cái gì nó mới đi ra được, chứ tự nhiên vào rồi ra liền thì đâu có đúng. Này có một cái chỗ nào bị dây thừng cột đấy nhỉ? Ở đâu vậy nhỉ? Barabim chính là chỗ này đó. Metal pipe, gậy bằng sắt. Mấy fan vào đây để mình múa cho mấy fan một bài quyền, ok. Sau khi múa xong mình tặng cho mấy fan thêm 3 đòn vào đầu nữa, miễn phí, bonus. Vừa được chứng kiến Dũng thể hiện một kỹ năng võ thuật, vừa được nếm đòn của Dũng mấy fan đây. Còn gì tuyệt vời hơn. Đây này, mình cậy lên này. Ok. Leo lên. Ngạc nhiên không? Thấy chỗ này quen không? Hồi nãy mình có nhòm một cái ổ cửa này rồi nè. Chỗ này chính là cái chỗ đó đó. Voila! Chào mừng mấy về đã quay trở lại với channel của mình mấy fan. Thì thật, nơi này sắp sập đổ đây sao? Mình không biết là tại sao họ lại quan tâm đến cái nơi này vậy. Tốt nhất mình nên chắc chắn là mình phải lau hết tất cả cái hình vẽ trên tường và sau đó ra khỏi đây mấy fan. Ừ nhỉ? Nãy giờ mình quên mất nhiệm vụ ở đây là làm gì luôn ấy. Xong cho ta, hình như lau xong hết rồi đó, đi về. Nice. Thank you Ajani. Thank you Ajani Vietnamica my friend. Thank you. There is no game. Soon, very soon my friend. Hello Ruby my friend. Oh yeah. Mình vẫn khỏe, cảm ơn Ruby đã hỏi thăm my friend. Hey, hello Xuân Bảo my friend. Hello Phạm my friend. Ủa? Túi thuốc lá của mình đâu? Mình chắc chắn là để túi thuốc lá trong túi quần của mình mà. Chắc là mình đã làm rớt ở cái trạm xe buýt rồi. Cũng không xa cho lắm. Nên là mình sẽ ghé qua đó my friend, trước khi mình quay về cái nơi cắm trại của mình.
Ok. Cầm búa ra trước chứ. Lỡ gặp bạn ở trên cái chat là gõ. Ê, hello. Lại là anh bạn mannequin này nữa. Bù nhìn rơm. Nói lộn, mannequin không phải. Mình đã đi nhầm đường rồi sao? Cái đề ra vu. I just played this game before. Thank you, Jeremy, Vietnam Gamma Man. Ngày xưa cũng là cái game như này, cũng khúc này, cũng bị như thế này, Vietnam, cũng đi vào chỗ này, rồi cũng thấy một đống miếng dán này, rồi cũng bảo là mình đi lộn đường phải không này? À, chắc chắn là đường đúng mà nhỉ? Sao bức tường này lại mọc lên ở đây vậy? Có vẻ như có một vài tờ giấy gọi là kẹt trên đó, Vietnam. Ô, ngạc nhiên không, ngạc nhiên không? Missing. Mất tích. Không đọc nữa đâu. Vậy là khỏi hút thuốc mấy ven ạ. Bỏ được. Chắc hẳn là mình đã nhầm được. Ê khoan, hình như game này mình chơi rồi mấy ven ạ. Thôi mình đi tìm đường về chỗ cắm trại cái đã. Trời cũng tối rồi. Ủa khoan, game này mình chơi chưa? Quen vậy. Ủa game này mình chơi chưa vậy? Thường thường chẳng ai đi làm một game kinh dị mà nó lại trùng khớp đến tận 50% như thế này. Khả năng cao là mình chơi rồi nhưng mà bị mất trí nhớ cho nên là bây giờ chơi lại sao chứ. Cũng là cái con bù nhìn râm này, cũng là đi quay về đây một bức tường mọc lên, cũng bị dán cái để ra vô. Nếu như nó mượn ý tưởng từ game này đến game kia, tại vì nó chung một cái vũ trụ á, thì không có nói làm gì hết. Nhưng mà nó giống nhau đến mức gọi là quá 50% như vậy thì cả cái chỗ cắm trại ở giữa khu rừng này chứ. Thôi được rồi, mình sẽ đọc kịch bản cho mấy fan để không gọi là spoil, ok. Kịch bản là tí nữa mình về cắm trại, trời tối, xong mình nghe thấy một âm thanh gì đó, xong rồi mình chạy đi theo nó. Nếu như vậy thì là đó chơi rồi đó, còn cái này lạ quá, khúc này mình không quen. Quỷ này. Nice. Oh, baby. Một cái tờ giấy cũ mấy fan. Tôi thành thực xin lỗi vì cái sự bất tiện đã không có mặt khi mà bạn đến cái nơi này. Chúng tôi đã để ý đến rằng là một trong những cái người giám sát của chúng tôi thì đã đối mặt với một cái con gấu bị tấn công gọi là ngay khi vừa kết thúc ca làm việc gì đó. Và chúng tôi đã ngay lập tức hành động để gọi xử lý cái tình huống này, ok. Tất cả những cái trang thiết bị mà nói chung lớn và những cái máy móc gì đó thì đã được chuyển đến cái nhà kho. Ngoài ra nữa là chúng tôi đã cài đặt thêm một cái bẫy gấu, ok, ở trong cái khu vực gì đó này đọ này nọ gì đó trước khi chúng tôi rời ra khỏi đây. Và chúng tôi biết được rằng là cái sự cảnh giác này có thể là ưu tiên hàng đầu gì đó. Chúng tôi gọi là xin được chân thành xin lỗi vì cái sự gián đoạn và cái vụ tai nạn này đã gây ra cái gì đó. Đó. Hả? Gửi cho ai vậy? Biết gửi cho ai nữa. Có bảy gấu quanh đây nha mấy friend. Hình như game này mình chưa chơi đâu. Mình không nhớ game nào chơi mà lại có bảy gấu với lại có lượm được quỷ, lượm được đồ thế này. Nhưng mà sao khúc cắm trại này quen. Ok, có vẻ như mình đã quay trở lại nơi cắm trại mấy friend. Tốt nhất là mình nên gọi là đốt lửa và bắt đầu đi vào lều. Ờ, khúc này thì lại quen vãi. Ấm quá. Mình kiệt sức rồi, thôi thì mình sẽ nghỉ ngơi trong lều cái đã. Rồi xem từ trời có tối rồi bắt đầu có tiếng la gì không thì rồi mình còn biết là mình đã chơi game này. Mấy giờ rồi? Ôi, trời đã tối rồi sao? À, hình như mình lại bị mộng du hay cái gì đó. Hay là mất ngủ gì đó. Insomnia là mất ngủ như vậy. Ai gọi đấy? John? Cậu nghe gì không? Hello? Có vẻ như là cái bị nhiều sóng ấy. Mình đói quá rồi, mình nên ăn cái gì đó cái đã. Mình cứ mang bữa trưa trong túi mày về đây. What? Bữa trưa gì tầm này? Ủa sao cái game này nó quen thế nhỉ? Cũng là khúc bỏ. Chà, bánh mì ăn với bơ ngon các bạn biết. What the hell was that? Tiếng quái gì vậy? Bọn nhóc kia chắc chắn là gọi là dầm với cái bầy gấu rồi thì phải. Mình nên đi đến đó và kiểm tra xem thử. Ok. Không hẳn là giống 100% lắm, nhưng mà giống đâu đến khoảng cỡ 60-70% rồi á. Gì vậy?
Tiếng gì vậy? Hà, bọn nó dám cắt cái hàng rào luôn sao? Sao mình lại không nghe tiếng cắt hàng rào nhỉ? Ai đấy? Ai vừa chạy đấy? Ê, hello bù nhìn râm, my friend. Để giải vu quá. Có thể đến là bản remake chăng? Bản làm lại. Bản làm lại của con game gọi là ngày trước mình chơi mình không nhớ tên đó. Hết đường rồi. Má mấy cái cây mất dạy thật. Một căn nhà. Ê, căn nhà nào? Đâu? Quê? Ờ, tôi chết rồi. Game này mình chơi rồi. Cây cối gì lạ lùng vậy? Ô, game này mình chơi rồi mấy fan ơi. Game này mình chơi rồi, cứu mình với. Nhưng mà hồi mình chơi khác lắm. Đây là bạn làm lại nha mấy fan. Có ai đây không? Bọn nhóc kia đã làm gì thế này? Đáng lý mình phải nhận đó là bọn nó đã cắt cái hàng rào chứ. Chuyến này thì mình chết chắc rồi. Mình nên kiểm tra sự gì xảy ra mấy fan. Có thể cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Mình nhớ sơ đồ căn nhà đây luôn nè. Y chang luôn, oh my god. Càng chơi càng ngộ ra mấy fan. Này có một bức tường vô hình dưới này này. Có vẻ nhai đó đằng sau bức tường này. Cậu ổn chứ? Tôi sẽ giúp cậu ra khỏi đó. Không cái gì. À quên, có một cái khe nhỏ mình có thể thò tay vào, nhưng mà mình cần phải tìm đường để có thể cạy cái bức tường này ra mấy friend. Cái que của mình đâu? Cái que cạy vứt ra. Đây có một cái lẫn. Không có à? Canvas là cái gì? Một tấm vải mấy friend. Sau khi bước qua tấm vải thì mình thấy một cái cửa bị khóa mấy friend. Một cái padlock nó cũng không quá khó để có thể cạy nó ra mấy friend. Đầu quá trên cái chat này bấm đưa này, trúng ai trúng này. Xong trúng ai vậy? À trúng rồi đó. Đầu quá này thì người đó đi kia đi chụp ít quang lại đi. Mình không có ý định như vậy nhưng mà cửa đã bể rồi. Cũng giống như đầu của ai đó đã bể rồi. Kế một cái móc treo đồ mày friend. Một cái đồng hồ cũ nhưng mà nó không còn xài được nữa. Eto, cái tủ này cũng có gì hết. Trên đây có một cái tờ giấy viết bằng cái tiếng gì đó chứ không phải tiếng Anh nên là mình không dịch được. Cái móc này như dùng để đưa vào đây này. Tủ lạnh đã bị gỉ mày friend. Đó, mình nhớ mà. Không biết là các bạn nào còn nhớ game này hay không. Vốn đây là ra là hình như là bị what? Nó trống rỗng my friend. Nơi này là nơi thế nào vậy? Tốt nhất mình nên ra khỏi đây gấp. Giảm nhỏ volume lại đi my friend. Giảm nhỏ volume lại ngay và luôn đi. Screwdriver, một cái tu vít. Một cái tờ giấy cũ mày friend. Có đọc không? Chắc chắn phải đọc. Tại vì nó nằm một nơi rất là đáng nghi. Tôi đã ở đây vài ngày và không ai đến để cứu tôi hết. Tôi nghe thấy tiếng anh ta đang la ngoài kia. Anh ta điên rồi. Tôi thì đã chạy rất là nhanh. Và tôi nghe thấy tiếng rap đang gọi tôi. Nhưng đó thực ra chỉ là một con bù nhìn mặt thôi. Tôi nghĩ rằng là họ đã có thể nhìn thấy thông qua cái đôi mắt của con bù nhìn ấy. Tôi đã cố gắng tìm đường quay trở lại thị trấn, nhưng mà khu rừng này trông quá khác biệt mỗi phút, mỗi giây. Và màn đêm thì có vẻ như không bao giờ là kết thúc. Hắn ta đã nhốt tôi lại ở trong này bởi vì tôi đã có thể trốn thoát khỏi tầng hầm. Tôi đã tìm thấy cây tu vít này ở đằng sau căn nhà. Đây là cái hy vọng duy nhất của tôi để có thể thoát ra khỏi đây mà còn sống được. Hắn ta nói rằng tất cả mọi thứ gần như đã sẵn sàng, my friend. Oh my god, tờ giấy này y chang luôn, tờ giấy này không thay đổi nội dung một tí nào hết. Mình càng chơi thì mình càng nhớ lại rồi bức tranh này. What the hell is this? Một tòa lâu đài chứ còn cái gì nữa? Trời đất ơi. À không, ngày xưa mình cũng bảo đây là một tòa lâu đài, nhưng mà nếu mấy fan nhìn kỹ lại thì đây là một cái vòng tròn với lại bốn người đang đội một cái mũ, nói chung là rất là nhọn, như mấy cái đinh đang đứng đó. Ok, 1 2 3 4 4 người này. Oh, remake. Đây là bản remake. Nhưng mà do mình chơi một lần rồi cho nên là hình như là mình mường tượng được cách để chơi rồi hay sao? Mình biết hết đường rồi. Tí nữa nữa. Ủa cái cửa đây đâu vậy? Ủa? Đo chấm hỏi. Mất cửa rồi nha mấy friend.
là mình sẽ đi vào trong này. Mấy cái tiếng mười mở cửa mày phải đen. Có bị hù đấy không ta? Cũng không biết được. Remake nên là mọi thứ nó lạ lùng quá. Ủa chết, nếu mà đi luôn thì kỳ quá. Đây có cái gì này? Cửa bị khóa mày friend. Mình có thể nhìn qua cái lỗ được. Ok à, cửa bị khóa thì chắc không có cách nào đấy. Búa mình đâu rồi? Búa mất rồi. Ủa, game này lạ quá. Một cái tù cũ. Nó không mở ra được. Tại vì là cái ngày xưa mình cũng phải lên Google dịch cái từ hinge này là cái gì này. Hinge này thực ra là mấy cái chốt á. Mấy cái gọi là cái bản lề của cái cửa. Cửa tủ không mở ra được. Tại vì mấy cái bản lề đã bị rỉ mấy phát em. Ủa, cái ngày xưa mình mở cái tủ này kiểu gì ta? Wait what? Đừng nói mình ra ngoài rồi nhá. À không, mình vẫn ở đây. Cửa này thì đã bị khóa, mình cũng có thể nhìn qua cái lỗ này được. Sao bình thường là nhìn qua lỗ bị hù mà ta, nãy giờ mình nhìn qua phải đến 7 cái cửa rồi, vẫn chưa bị hù. Ủa? Ủa? Từ. Thế là thế nào? Không nhìn qua được nữa à? Mình muốn xem lại chứ sao kỳ quá vậy. Có một tờ báo cũ ở đây để mình đứng quay đít lại rồi đọc. Ngày 26 tháng 2 năm 1933, chủ nhật ngày hôm nay, dân số của cái thị trấn Derryfield này đã được cập nhật lại và được chứng kiến một cái con số sụt giảm đến tận 86% kể từ năm 1932. Thị trưởng gọi là Frank Barnes thì bây giờ đã nêu ra cái vấn đề này ra đây là nỗ lực cuối cùng. Ok, ông ấy đang kêu gọi sự hỗ trợ của những người đang còn ở cái thị trấn này mấy friend, với hy vọng rằng là khu vực này sẽ được thêm được cái dân số với lại khách du lịch. Cốt truyện không hề thay đổi, tờ báo cũng vậy. Nó đã khóa rồi, bây giờ chắc chắn nhìn qua cái lỗ này bị hù này. What the fuck? Ấy xìa dân lập. Ủa ngày xưa đâu có bị gì đâu. Deja vu, I never been to this place before. Ủa ngày xưa làm gì? Hai. Hả? Vẫn còn quay lại được à? Ok, nó remake nên là ngày xưa mình chơi game này mình bảo thằng nào dí mình nhớ ta. Mình toàn nghe tiếng không thấy người. Bây giờ thì mới phải biết rồi nhé. Eto, nhưng mà tí nó dí chạy chỗ nào. Shit. Hui. Tí nó dí có chạy đường trời à? Hello Mr. Cow, hello my lười, my friend. Phải tìm được cái đường trốn cái đã rồi mình mới ấy cái cửa cái được. Cái tu vít để làm gì đó. Cửa nào bị khóa hết. Mình có cái gì đâu, mình có hộp quẹt cái chỗ lau nhà với lại cái tu vít. Chỉ có miếng dẻ thần kỳ 69.000. Ngoài ra mình không thấy cái gì nữa hết. Gì đấy? Một tấm thảm cực kỳ dơ. Tí nữa mình trốn vào đây được không ta? Cái tấm nệm á. Tấm nệm cực kỳ dơ. Cái tủ vít. Không được. Cái đồng hồ rất là cũ rồi. Và nó không hoạt động nữa. Chắc tí nữa phải núp sau tấm nệm thôi chứ. Mình chả thấy con chỗ nào đi được hết. Chạy vào đây nó cũng dí mà. Còn chỗ nào đi được đâu. Hết rồi. Ok, quyết định về đi hả?
chúng ta cùng nhau trốn vào đó đi hả? Gì? Mình còn trẻ mà, 18 tuổi mới phải đấy. Lấy dẻ rau nhà lau cho hết gì đi, dẻ thần kỳ mà. Nói cũng có lý. Không được, dẻ thần kỳ nhưng mà lau không được. Vì Bùi nói cái gì đây? Hồi này bị dí thấy cái cửa nó hiện lại. Really? Chắc không đó. Vì Bùi là người có con mắt quan sát rất tốt trên kênh chat, my friend. Cho nên là mình xin được phép tìm Vì Bùi một lần này. Ơ nhỉ? Cửa hiện lại rồi nè. Ngày xưa mình không biết bị ai dí, bây giờ thì mình biết rồi đó. Tối như chó vậy. Ê, căn nhà này kìa. Hết nhạc rồi kìa. Manakang kìa. Mình... Deja vu. Hello Manakang, my friends. Mình vẫn nhớ là mình hello Manakang 3 lần, ok? Đây là lần thứ 3 rồi đấy. Có nghĩa là hết game rồi đấy. Này thấy đống lửa đâu, ai đốt bên này đấy. Cho tôi nhập hội với. À mà khoan, đây lửa nhà mình mà. Đây lửa cắm trại. Vòng tròn nè. Có mấy người đang đội mũ trùm đầu rất nhọn kìa. Hello mọi người. Mình cầm tu vít đến nhập hội đấy. Thôi chắc quay lại nha mấy friend, hết đường rồi. Hết game. Remake mấy friend, remake. Không nhưng mà nó có hợp lý hơn ngày xưa. Ngày xưa mình thấy nó không có hợp lý, bây giờ thấy hợp lý hơn. Nếu như mà chơi game này từ đầu mà chưa chơi lần trước thì công nhận là rất ấn tượng. Nhưng mà do lỡ chơi mất rồi. Lỡ chơi nên lỡ nhớ hết cái gì sắp xảy ra hết rồi. Nên nó không còn bất ngờ lắm.